Thời gian qua, bên cạnh việc đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ tư bùng phát, diễn biến phức tạp, thì trên không gian mạng, chúng ta cũng phải chống chọi với một loại dịch bệnh nguy hiểm không kém, đó là tin giả. Tin giả có đất sống một phần là do sự thiếu cảnh giác, thiếu trách nhiệm của người dùng Internet và mạng xã hội tại nước ta. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật. Mới đây, mạng xã hội lan truyền một thông tin giả về một bác sĩ xúc ống thở của mẹ đẻ để nhường cho sản phụ song sinh. Câu chuyện hư cấu này được lan truyền với tốc độ chóng mặt chỉ vì sự cá tính, thiếu trách nhiệm trong chia sẻ thông tin của người dùng mạng xã hội, mà đáng nói trong đó có cả những phóng viên, nhà báo, những người đóng vai trò chủ động trong cuộc chiến chống tin giả, vô tình lại tiếp tay cho thông tin thất thiệt này. Nhà báo không được phép đưa cái gì mà chưa được kiểm chứng. Nhà báo không được suy diễn mà làm sai lệch cái bản chất của vụ việc. Tất cả những cái đó đều điều đó thì đều là vi phạm cái quy tắc ứng xử của báo chí trên mạng xã hội. Sau sự việc trên, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hai tài khoản Facebook đăng tin giả này mỗi người 5 triệu đồng. Đồng thời có khuyến cáo cộng đồng mạng, nhất là các phóng viên không chia sẻ trên mạng xã hội nếu nội dung thông tin chưa được kiểm chứng. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, trung tâm cũng đã nhận được hơn 1,1 ngàn lượt báo cáo tin giả, xuất hiện nhiều nhất trên các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube và TikTok. Sau quá trình xác minh, trung tâm đã công bố dán nhãn 38 tin giả, tin sai sự thật, nội dung chủ yếu liên quan đến dịch COVID-19, với tổng số tiền xử phạt là 177 triệu đồng. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc là tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như là truyền thông xã hội qua những cái cách thức mà chúng tôi vừa nói. Đồng thời là cũng tiếp tục đẩy mạnh xử lý những cái đối tượng mà tung tin sai sự thật. Hiện nay thì các cái cơ sở pháp lý, các cái công cụ xử lý là đều đã có. Ví dụ như luật an ninh mạng, ví dụ như là nghị định 15 mà chính phủ vừa mới ban hành về xử lý vi phạm hành chính ở trên không gian mạng. Rồi việc hợp tác giữa cục với Facebook, với Google, với TikTok, với những cái nền tảng xuyên biên giới đang rất là tốt, thì chúng tôi rất là thuận lợi trong cái việc là phát hiện cũng như xử lý những cái hành vi sai phạm. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi nhà báo tham gia mạng xã hội cần có ý thức về vai trò trách nhiệm của mình trong việc chủ động cung cấp thông tin chuẩn xác kịp thời tới công chúng, không tiếp tay cho những thông tin độc hại. Điều này cũng góp phần định hướng dư luận, không để xảy ra khoảng trống thông tin cho tin giả xuất hiện, tiếp cận công chúng. Các cơ quan báo chí là những người phải khách quan, những người nắm nhiều thông tin, nắm nhiều nguồn tin và có khả năng đưa ra những cái giải thích, những cái bình luận, những cái phân tích cặn kẽ để người dùng có thể hiểu được một sự kiện là nó diễn biến theo hướng nào và điểm nào tốt, điểm nào chưa tốt, điểm nào cần phải đề phòng. Phát hiện tin giả ngay tại địa phương, xử lý tại chỗ, hạn chế tối đa tin giả phát tán được cụ thể hóa trong công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông từ các tỉnh thành phố cuối tháng 7 vừa qua. Muốn làm được điều này, bên cạnh chế tài đủ mạnh, ứng dụng công nghệ trong việc phát hiện, xử lý tin giả, v.v., thì còn cần phải nâng cao toàn diện kỹ năng, khả năng miễn dịch cộng đồng trước các thông tin thất thiệt. Đây chính là loại vaccine phòng ngừa hiệu quả sự tấn công của tin giả và những biến chủng ăn theo do các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, chống phá.